Cách chuyển từ chế độ khóa thông thường sang chế độ khóa bảo mật. Mở nắp pin ở phía sau, nhấn nút RC, giữ. Khi nào có tiếng bíp bíp, nhập mã code mở cửa. Bấm thang, nhập mã code mới của mình. Bấm thang, nhập lại mã code. Cách đăng ký mã số ở chế độ khóa an toàn. Bấm nút RC, nhập mã quản lý. Bấm thang, bấm 1, bấm thang, nhập mã số đăng ký. Bấm sao. Kết thúc bấm sao. Cách cài thẻ ở chế độ khóa an toàn. Bấm nút RC, nhập mã quản lý. Bấm phím thang, bấm phím 2, bấm phím thang. Ta phải chọn số thứ tự của thẻ. Số thứ tự của thẻ từ 01, 02 đến 50. Bấm phím thang. Đưa thẻ vào. Bấm phím sao để kết thúc. Cách đăng ký vân tay ở chế độ khóa an toàn. Bấm nút RC, nhập mã quản lý. Bấm thang, phím 3, bấm thang. Ở chế độ này, chúng ta phải nhập số thứ tự của các vân tay mình đăng ký là 001, 002 đến 100. Đưa tay vào vị trí cảm ứng. Xác nhận lại. Xác nhận thêm một lần nữa. Kết thúc bấm phím sao.